Ngày 22 tháng 7, Cục Hàng không Việt Nam vừa có công điện gửi các đơn vị có liên quan về chủ động phòng chống ứng phó bão số 2. Theo dự báo trong 24 giờ tới, bão đi vào vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Cục Hàng không cho biết, sân bay Vân Đồn sẽ nằm trong vùng ảnh hưởng của bão. Các sân bay nội bài, cát bi Hải Phòng và thọ xuân Thanh Hóa dự kiến mưa rông. Để chủ động ứng phó với bão, Cục Hàng không yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam VATM chỉ đạo cơ sở dịch vụ khí tượng tăng cường đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng, liên tục cập nhật các bản tin cảnh báo. Các sân bay, hãng bay phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 2 để điều chỉnh kế hoạch bay cho phù hợp, căn cứ tình hình thực tế để có hành động ứng phó cần thiết, đảm bảo an toàn bay, bảo vệ người và tài sản trước thiên tai. Ngoài ra, cục cũng yêu cầu các đơn vị triển khai phương án phòng chống mưa bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong cảng hàng không, sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại sân bay. Theo thông tin của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Trung tâm Cảnh báo Thời tiết MWO, vào hồi 7 giờ ngày 22 tháng 7, tâm báo ở trên khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc cách sân bay Vân Đồn khoảng 270 km, cát bi khoảng 310 km, báo mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11.